Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môse có viết cho chúng ta điều luật này. Nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại người đàn bà ấy sẽ là vợ ai vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ đức giê xu đáp con cái đời này cưới vợ lấy chồng chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dày thì chính ông mô cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức giê -xu là Thiên Chúa của Tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của Tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của Tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bây giờ, có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói, Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là ngày thứ bảy tuần 33 mùa thường niên. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Tin mừng hôm nay nói về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Sa Đốc ta được nghe đọc đến hai lần. Bài tin mừng hôm nay Thánh Luca muốn nhắm thẳng vào hai nhóm Vasiseu và, và nhóm Sa Đốc. Nhóm Vasiseu, nhóm này tin có sự sống lại sau khi chết Nhưng quan niệm về sự sống lại rất lệch lạc Giống như quan niệm của người thời nay Dương sao âm vậy Nghĩa là sự sống thuộc nhóm biệt phái Thì tin rằng cuộc sống sau khi chết Cũng giống như cuộc sống trước đó trên trần gian này Tức con người cùng ăn uống, buôn bán Sống đời vợ chồng Nhưng chỉ có sung sướng mà thôi. Còn nhóm sa đốc, nhóm này không tin có sự sống lại, không tin có cuộc sống đời sau. Đối với họ, chết là hết. Họ dựa trên luật của Do Thái buộc người em phải lấy chỉ dâu để đảm bảo cho anh mình có con nối dõi tông đường. Nếu người anh chết mà chưa có con họ đặt ra trường hợp bảy anh em nhà kia cùng lấy một người đàn bà và hỏi chúa giêsu khi sống lại người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai chúa giêsu chấp nhận câu chuyện họ đặt ra và ngài đã trả lời như sau con cái đời này cưới vợ lấy chồng xong nhưng ai sẽ xét đáng được giữ phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ lấy chồng, họ sẽ không thể chết nữa vì họ sống như thiên thần, họ là con cái thiên chúa vì họ là con cái của sự sống lại. Chúng ta còn có một sự kiện cụ thể khác nữa, đó là chính sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Kitô phục sinh là câu trả lời duy nhất cho thắc mắc của con người về cái chết về sự sống lại và là sự sống đời đời. Như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã giải thích rõ hơn, Thánh Phaolô viết: Nếu Thánh Thần đập phục sinh Chúa Kitô từ cõi chết hiện diện trong anh em, đấng đạp phục sinh Chúa Kitô cũng ban sự sống cho thân xác hay chết của anh em nhờ Thánh Thần ngự trong anh em. Thánh Phaolô khẳng định Chính Chúa tinh thần đập phục sinh Đức Giêsu, thì Ngài cũng phục sinh các Kitô hữu chúng ta. Sự sống lại đó sẽ như thế nào? Chúa Giêsu không giải thích rõ ràng, mà Chúa chỉ nói họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa. Thiên thần mà giáo lý Công giáo dạy là loài thiêng liêng bất tử, được Chúa tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa hằng chầu trước nhan Thiên Chúa. Những người được xét là xứng đáng, ở đời sau họ sẽ giống như các thiên thần. Một sự mô tả rất là ngắn gọn. Thiên Chúa là đứng hằng sống, khi chủ thể hằng sống, luôn sống thì hình ảnh của chủ thể cũng luôn sống. Nếu không có sự sống lại thì làm sao con người là hình ảnh của thiên chúa được chủ thể và hình ảnh của chủ thể sẽ có đặc tính giống nhau như hình với bóng như hình của ta và bản thân ta trong chiếc gương như cái bóng của ta với ta đang di chuyển với nhau trên mặt đất nếu cái bóng không sống đồng như chủ thể của nó thì nó sẽ không còn là cái bóng nữa. Như vậy, Thiên Chúa không phải là thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống. Điều đó khẳng định chắc chắn có sự sống lại. Kết thúc bài Tin mừng Thánh Luca viết. Bây giờ có mấy luật sư lên tiếng Thưa người rằng: "Lại thầy, thầy dạy đúng lắm và họ không dám hỏi người điều gì nữa." Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc sống ở đời này. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.